Chúng ta tới bài số 85, chuyển qua một cái thể loại vật liệu khác. Phần kim loại chúng ta sẽ tạm dừng ở bài số 84. Và trong tương lai, khi mà có những cái vật liệu kim loại với những cái hình thái thú vị và đặc biệt, tôi sẽ làm những cái video update sau. Thì tôi đang đứng ở cái cục liệu Corona Physical Material. Trong cái bảng bên phải này, các bạn sẽ thấy có một cái thông số đó là Translucency. Khá là hay phía dưới này nó còn có một cái kênh nữa đó là opacity thì cái từ Translucency dịch sang tiếng Việt các bạn có thể hiểu nó là xuyên sáng còn cái từ opacity các bạn có thể hiểu nó là trong suốt thì khi mà nhắc tới cái khái niệm xuyên sáng chúng ta sẽ hình dung ra cái gì Đây, giống kiểu những cái lá cây này. nghĩa là cái mặt phía sau nó có một cái nguồn sáng chiếu tới và cái ánh sáng nó thẩm thấu xuyên qua cái lá cây của chúng ta, nó cũng giống như những cái đèn lồng này, làm bằng những chất liệu như là vải, giấy gió, phía trong nó đặt một cái nguồn sáng và cái ánh sáng đó nó đâm xuyên được qua cái chất liệu của chúng ta, tất nhiên là nó không có xuyên thống mà cảm giác như cái ánh sáng đó nó thẩm thấu lên trên cái vật liệu, cái giấy gió này và nó ảnh hưởng lên cái mặt mà chúng ta đang nhìn thấy, thấy nó sáng hơn, đó như này. Không? Đây nó gọi là translucency, nhớ nhá, translucency. Xuyên sáng. Những cái vật liệu mà có cái tính năng translucency này, tất cả đều phải đảm bảo cái yếu tố độ dày của nó rất là nhỏ hay trong những phần mềm đồ họa. Cái độ dày của những cái vật thể có những cái vật liệu đó gần như bằng không. Nên do đó các bạn mới thấy rằng cái kênh Translucency này nó chỉ được phép kích hoạt khi mà các bạn kích vào cái tin cell này Còn bỏ cái tin cell đi thì nó sẽ không được phép sử dụng Và các bạn có thể thấy trong những cái thư viện mà khi mà chúng ta quăng vào kiểm tra những cái lá cây này, đều thấy rằng họ modeling từ những cái tấm plan rất là mỏng, không có độ dày chưa? Thì khi mà có cái nguồn sáng ấy, nó chiếu mặt phía sau nó mới có khả năng đâm thủng tạo cái cảm giác thẩm thấu ánh sáng giống như cái hình ảnh mà các bạn đang được coi còn nó có cái độ dày thì ánh sáng nó không xuyên được qua nhá và thật lưu ý translucency có nghĩa là xuyên sáng thẩm thấu ánh sáng từ bên trong ra bên ngoài giống cái kiểu đèn này nhá nó không thể nào nó lộ những cái sợi tóc bóng đèn bên trong như kiểu này là không được này Điều này chúng ta sẽ phải làm vật liệu theo dạng khác nó chỉ được giống giống như này thôi và cái hiệu ứng này được sử dụng khá là nhiều cho các bạn làm diễn họa nội thất hay là kiến trúc giống như làm mấy cái dạng đèn ngủ này hay là rèm cửa chắn sáng cái loại vải dày dày chúng ta không nhìn xuyên được qua nhưng cảm nhận được cái ánh nắng nó chiếu vào cái mặt kia và thẩm thấu ánh sáng vào cái mặt ở bên trong phòng quay lại 3ds max đây tôi đang có một khối bốc Sáu mặt kín Bên trong đặt một cái Corona Sphere Nếu tôi không đặt cái Sphere Ở chính giữa khối bốc này Mà tôi kéo ra bên ngoài Và các bạn đứng ở cái góc camera như này Thì không bao giờ các bạn sẽ Quan sát được hiệu ứng trên Solution Khi mà gán cho cái khối bốc này Bởi vì khối bốc của chúng ta nó có độ dày Nhưng mà nếu các bạn đặt cho nó một cái Sphere Line Ở bên trong thì cái ánh sáng của cái sphere light nó tác động lên những cái mặt của khối bốc này và nó biến sáu cái mặt này giống như kiểu những cái mảng miếng của một cái vật thể 3D nhưng không có độ dày và nó vẫn tạo ra được cái hiệu ứng thẩm thấu ánh sáng những cái polygon này nó đâu có độ dày tăng sáng cái đèn cửa sổ lên chút bên trong cái khối bốc đó chính là cái đèn không 05 hiện tại bị bịt kín nên là ánh sáng nó không thoát ra được ở đây tôi đang sử dụng cái vật liệu này cho cái khu bốc này đúng không bây giờ giả sử cái color trong cái mục base layer tôi để cho nó một cái màu blue này. kích vào thin cell để bật cái tính năng translucency lên và đến cái khúc này vẫn chưa xảy ra cái hiệu ứng nào bởi vì cái fraction này fraction nó làm thông số quyết định cái tỷ lệ translucency nghĩa là xuyên sáng bao nhiêu phần trăm đang để là không nghĩa là không có xuyên sáng Tôi tăng lên một chút và cái hiện tượng thẩm thấu ánh sáng đã bắt đầu xảy ra xóa cái mặt này nâng cái camera lên cho dễ quan sát mặt ngoài mặt trong và cần lưu ý này đối với cái vấn đề gắn vật liệu này, với những cái vật thể nó không có độ dày giống cái kiểu này thì chúng ta biết rằng nó đều có mặt âm và mặt dương đúng không? thì khi mà gắn vật liệu trong viray hay trong corona thì mặt âm và mặt dương đều như nhau hết sử dụng cùng cái màu diffuse cái màu khuếch tán hay chính là cái kênh color này cái giả sử tôi để Translucency bằng 0 Nghĩa là không có xảy ra cái hiện tượng Xuyên sáng đúng không Không xảy ra cái hiện tượng thẩm thấu ánh sáng Thì các bạn thấy rằng chúng ta có cái kết quả này, mặt trong mặt ngoài y hệt nhau Cùng là cái màu Xanh dương này Bây giờ tôi để cái Color Trên cái kênh Translucency màu Red Kế tiếp Tôi tăng cái Fraction này lên Cho nó xuyên sáng bắt đầu tăng dần thì các bạn cảm nhận được luôn cái màu đỏ này nó hòa trộn với cái màu xanh dương này nó thẩm thấu ra phía bên ngoài nhưng mà thực ra đấy cái màu đỏ này nó không hề xuất hiện ở cái mặt bên trong khối bốc của chúng ta bên trong vẫn là cái màu xanh dương này. nên là các bạn có thể hiểu cái màu đỏ này nó chỉ là giả lập mà thôi nghĩa là chúng ta tạm tưởng tượng ở bên trong cái mặt bên trong này nó đang sử dụng cái màu đỏ này. Khi mà chúng ta càng tăng cái thông số fraction này thì cái màu đỏ đó nó càng thẩm thấu ra phía bên ngoài. Cái mặt bên trong nó đang có xu hướng muốn lộn ra bên ngoài đúng không? Tăng lên này. Đó. Càng tăng nhiều thì nó lộn ra càng nhiều. Và nó làm mất đi cái màu xanh dương vốn có của cái mặt phía bên ngoài này. những cái vị trí nào nhận được nhiều cái cường độ sáng nhất thì nó cũng lộn ra ngoài y hệt như vậy tạo cái cảm giác có một cái quầng sáng này còn cái mặt bên trong vẫn là xanh dương đúng không đâu có thay đổi gì đâu nó chỉ thực sự thay đổi khi mà các bạn tăng cái fraction này lên một một nghĩa là sử dụng cái màu này trong cái kênh trên C, thay thế toàn bộ cái màu color của cái base layer chúng ta và ai cũng biết phải để một thì nó mới tạo được cái hiệu ứng đẹp thẩm thấu được mạnh nhất đúng không? nhưng mà nếu để một thì cái giá trị color này hay sau này các bạn sử dụng những texture trên cái kênh base layer nó đâu có giá trị gì nó sử dụng hoàn toàn cái giá trị color của cái kênh translucenty mà và hãy nhớ lại mặt trước và mặt sau đều chung một kiểu vật liệu mà thôi nên là cái tính ứng dụng vào cái công việc cụ thể thường ngày chúng ta sẽ là copy luôn cái màu này Paste xuống đây, trong ngoài như nhau. Và trường hợp nếu mà các bạn đứng ở góc kem như này, làm vật liệu cái đèn lồng chẳng hạn, mà chúng ta vẫn muốn bên trong này nó sáng lên, chắc chắn thực tế nó phải sáng rồi, thì tôi sẽ giảm cái fraction này xuống, để nó lộn ra vừa phải thôi và bù lại cái mặt bên trong chúng ta nó cũng thể hiện nhận được cái ánh sáng chiếu tới và nó cũng sáng bừng lên, được chưa? Cảm giác nó hơi yếu chẳng hạn Thì các bạn chỉ có cách là Tăng cái VLine lên thôi Có thể các bạn sẽ đặt câu hỏi Nếu thế Thì nó thêm cái Kênh Color vào cái mục Translucency làm gì Dùng một cái đủ Thì, thì ai biết được Có thể có đồng chí nào đó, Ứng dụng vào cái công việc nào đó Mà cần Mặt bên ngoài Mặt bên trong Có những cái màu sắc khác nhau Thì áp dụng thôi được chưa nhỉ Ok, tôi đổi cái model khác. Cái đèn trông cho nó xịn xò hơn. Trong bài đầu tiên về cái thể loại xuyên sáng này, chúng ta sẽ làm cái vật liệu đơn giản nhất. Đèn lồng. Cái background nền của nó là màu vàng. Trên này có cái họa tiết voi. Màu đỏ sậm. Trông khá là cụ kỹ. Thì tôi cũng lên trên Google search cái từ Red Texture hoặc là Yellow Texture. Lựa mấy cái ảnh như này thôi. Rất là dễ dàng. Voi thì chưa kiếm được Nhưng mà tôi có nhặt được cái lá cây này Ngoài đường đây Ok Tôi muốn cái màu nó đều hơn một chút Các bạn có thể chạy cái action mà tôi gửi đấy. Rồi Ok Cái lá cây này chúng ta sẽ làm cái mask mặt nạ che chắn nên chúng ta sẽ phải crop cho nó to ra một chút. Ok. Chuyển về đen trắng. Xìa sâu luôn. Rồi. Ctrl A, Ctrl C luôn. Giữa cái màu đỏ với màu vàng thì chúng ta luôn cảm nhận được cái màu vàng nó có độ sáng tốt hơn so với màu đỏ. Nên là tôi sẽ lấy cái màu đỏ làm cái background cầm này kéo sang đây Ctrl T một cái lá này trông nó hơi trơ trọi nhỉ tôi sẽ sang cái mục map vết bẩn này open with kéo rồi đây chọn cho nó chế độ hoạt động đắc cần. đó trông cho bớt cô đơn Ctrl E Ctrl A, Ctrl C Tạo lên mask Ctrl V Xoay nó phát Ok Nó đang bị ngược đúng không? Ctrl Y ngắn Rồi Ctrl E Save Lift Vào đây Ném vào Base Color Kích vào Thin Ném tiếp vào Color trên kênh trên C. Ok Show lên đây xem nào. Hiện tại Thái Linh chưa ngon lắm. Chỉnh lại 0.5 Ok Giảm ra một chút Rồi chịu khó chỉnh tay vậy Render thử chưa chỉnh cái fraction đúng không ok trông hơi ma mị cái nền này màu đỏ mà chúng ta làm ít chi tiết hơn đơn giản hơn thì nó sẽ đẹp hơn và các bạn cũng có thể thấy rằng trong cái kênh Translucency chúng ta có thể chỉnh bằng những cái texture cụ thể đó chính là những cái ảnh đen trắng nó sẽ giúp cho chúng ta kiểm soát những cái khu vực nào mà xuyên sáng tốt, những cái khu vực nào mà xuyên sáng kém. thì cái phần này chúng ta sẽ để dành cho cái video kế tiếp kết hợp cả với cái cách sử dụng cái opacity làm sao cho chuyên nghiệp nhất để ra được những cái kết quả giống như những cái hình ảnh này thấy rõ ngọn đèn luôn. Ở đây, cái này thì dễ rồi giống như cái cách mà chúng ta vừa làm thôi. Hay giống như kiểu này Ok Các bạn đang được coi full bộ tự học Corona Render 7 for 3DS Max Từ cơ bản thì chuyên sâu Để được coi full bộ video Được xem những video bị ẩn Nhận được cái giáo trình thực hành Cũng như có được cái sự hỗ trợ tốt nhất từ tôi Các bạn có thể liên hệ với tôi Qua địa chỉ Zalo Hoặc Facebook Tất cả những cái gì ngóc ngách về Corona Từ vật liệu, ánh sáng Những khung cảnh nội thất, ngoại thất những khung cảnh ánh sáng ban ngày ban đêm đều được thể hiện chi tiết trong buổi sơ học này chúc các bạn học thành công